Ông lại Đức Mạnh, họ và tên thường dùng lại Đức Mạnh, họ và tên khai sinh lại Đức Mạnh, ngày tháng năm sinh mùng 9 tháng 3 năm 1977, giới tính nam, quốc tịch chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Quê quán: xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Nơi đăng ký thường trú: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Nơi ở hiện nay: thôn Đông Tây, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Số chứng minh nhân dân 011873948 ngày cấp mùng 2 tháng 3 năm 2011, cơ quan cấp Công an thành phố Hà Nội, dân tộc Kinh, tôn giáo không, trình độ giáo dục phổ thông 12 trên 12 phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đại học chuyên ngành quân sự, học vị chính ủy trung sư đoàn, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ không, nghề nghiệp hiện nay Bộ đội, chức vụ trong cơ quan tổ chức đơn vị đang công tác, Trung tá, chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh, tương đương chính ủy trung đoàn. Nơi công tác: Ban chỉ huy quân sự huyện Đông Anh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ngày vào đảng: 23 tháng 7 năm 2000. Ngày chính thức: 23 tháng 7 năm 2001. Số thẻ đảng: 77179645. Chức vụ đảng: Phó Bí thư Đảng ủy quân sự huyện Đông Anh. Tham gia làm thành viên các tổ chức đoàn thể Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh. Tình trạng sức khỏe tốt. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng. Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba Chiến sĩ thi đua năm 2018, 2020, danh hiệu người tốt việc tốt năm 2019, bốn bằng khen của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Các hình thức kỷ luật xử lý vi phạm đã bị áp dụng, không bị kỷ luật, không có an tích. Là đại biểu Quốc hội không, là đại biểu Hội đồng nhân dân không tóm tắt quá trình công tác. Từ tháng 10 năm 1996 đến tháng 7 năm 2001, Hạ sĩ, học viên sĩ quan C6-D2, trường sĩ quan lục quân 1. Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 6 năm 2005, thiếu úy trung đội trường C10-D6-E6-2-F301, quân khu thủ đô. Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 12 năm 2005, trung úy trung đội trưởng C10, D6, E6 trên 2, F301, quân khu thủ đô. Từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 4 năm 2006, Trung úy Phó đội đội trưởng về chính trị C10, D6, E6 trên 2, F301, quân khu thủ đô. Từ tháng 5 năm 2006 đến tháng 9 năm 2006, Thượng úy Chính trị viên phó C10, D6, E6 trên 2, F301, quân khu thủ đô. Từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 9 năm 2008, Thượng úy Bí thư chi bộ chính trị viên C18E692F301 quân khu thủ đô. Từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009, Thượng úy Bí thư chi bộ chính trị viên C18E692F301 Bộ Tư lệnh Thủ đô. Từ tháng 7 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, Đại úy Trợ lý tuyên huấn E6/2 F301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, Đại úy trợ lý tuyên huấn phòng chính trị F301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 4 năm 2011 đến tháng 10 năm 2012, Đại úy chính trị viên phó D4 E6/2 F301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 5 năm 2013, Đại úy Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên D6 E6/2 F301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014, Thiếu tá, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên D6 E6/2 F301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 8 năm 2016, Thiếu tá, Học viện Hệ lục quân, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng. Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, thiếu tá Bí thư chi bộ, trưởng ban tuần huấn, phòng chính trị S301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Từ tháng 10 năm 2017 đến nay, trung tá, phó bí thư Đảng ủy, chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Anh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh.